Giê-xu hiện ra với nhóm người một và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay là ngày lễ kính trọng thể biến cố Chúa lên trời. Tuy nhiên, hôm nay còn là ngày thế giới truyền thông. Quý bạn chị em biết là mỗi năm vào ngày lễ Thăng Thiên thì ngày ấy là ngày thế giới truyền thông. Đức Giáo Hoàng đã chọn ngày này là ngày thế giới truyền thông. Và quý bạn chị em biết là năm nay đã là năm thứ 58. Bởi vì mỗi một năm vào dịp ngày thế giới truyền thông thì Đức Giáo Hoàng ra một cái sứ điệp nhân dịp ngày thế giới truyền thông. Và cái sứ điệp năm nay đã là sứ điệp lần thứ 58. Quý bạn chị em, tôi biết có để ý không, nhưng mà biết làm sao mà ngày lễ Thăng Thiên thì lại là ngày mà được Đức Thánh Cha dùng để làm cái ngày cử hành ngày thế giới truyền thông. Chúa Giê-xu thì lên trời, còn ta thì làm truyền thông. Biết sao mà lại khác nhau thế nào được? À, chúng ta vừa nghe thầy Phó Tế công bố bài phúc âm có một soi sáng cho chúng ta tại sao hai cái biến cố nó lại đi với nhau được. Chúng ta vừa nghe bài phúc âm trong Tin Mừng Marco, trước khi mà Chúa Giê-xu lên trời đó thì Chúa nói với các môn đệ là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài họ. Chính vì cái lệnh truyền ấy mà Đức Giáo Hoàng đã chọn ngày lễ Thăng Thiên này là ngày quốc tế truyền thông hàng năm. Ngày lễ Chúa Thăng Thiên mời gọi chúng ta suy nghĩ về sứ mạng của mình, sứ mạng của người Kitô hữu. Mà cái sứ mạng cốt lõi nhất của người Kitô hữu là đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Thế giờ cái ngày, cái sứ điệp này nó liên quan gì đến cái ngày truyền thông? À, nó nói gì đến cái truyền thông? Quý ông này, chị em biết là ngày hôm nay chúng ta mở mắt ra đang có truyền thông. Tất cả mọi cái khoa học, mọi cái tiến bộ của cái truyền thông đi vào trong đời sống của mình. Đức Giáo Hoàng đã lấy một cái câu chủ đề cho cái sứ điệp truyền thông năm nay là như này: trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của trái tim. Thế hai cái đấy nó có liên hệ gì đến cái vấn đề mà Chúa Giê-xu nói đến trong bài phúc âm hôm nay là sứ mạng loan báo tin mừng của chúng ta là những Kitô hữu? Ngày hôm nay cái thuật ngữ mà ít năm trước nghe không hiểu gì, đó là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ thì cứ bình thường là Chúa ban cho mỗi người đại khái khả năng suy tư, khả năng thông minh. À, cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tính, Chúa ban cho cái sự thông minh của mỗi đứa. Có đứa thì thông minh vừa, có đứa thì thông minh ít, có đứa thì thông minh xuất sắc. Rồi chịu khó,
chui rèn cái trí thông minh của mình, thì cái đứa ấy nó sẽ đạt được những cái kết quả trong cuộc đời của nó khi nó học tập và nghiên cứu của cái người. Thế nhưng mà bây giờ đó, thế giới này, cái đầu của con người suy nghĩ ra một cái khả năng, viết ra một cái máy để nó có thể suy nghĩ gần như là con người suy nghĩ vậy. Và người ta gọi một cái thuật ngữ là trí tuệ nhân tạo. Bình thường thì chỉ có con người mới có trí tuệ, nhưng mà đằng này nhờ cái trí tuệ của con người thì con người lại sáng chế ra một thứ trí tuệ khác, cho nên người ta gọi là trí tuệ nhân tạo. Còn cái người mà như này thì gọi là trí tuệ thiên tạo, để Chúa dựng nên nhé. Còn cái mà cái tựa đề của cái sứ điệp ngày thế giới truyền thông năm nay thì chưa, thì Đức Giáo Hoàng nói đến một cái thuật ngữ là trí tuệ nhưng mà nhân tạo, không có thiên tạo. Thế cái trí tuệ nhân tạo đó là cái quái gì? Đó là cái này, thưa cậu và ngày nay khi mà nói về cái thuật ngữ trí tuệ nhân tạo thì người ta nói về hai cái: thực tế tăng cường và thực tế ảo. Được nhiều bạn em cũng đọc được, coi được nghe cái chữ đấy, tôi không biết là cái việc đó là cái gì, đọc tiếng Anh không hiểu nó là cái gì, mà cái đúng chuyên môn. Nhưng mà đại khái cái trí tuệ tăng cường này, nó là cái này này, nói dễ hiểu. Bây giờ nó văn minh nhận, bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó văn minh lắm. Hầu hết bây giờ là mỗi người có một cái smartphone đang cầm tay. Thế ví dụ nha, ví dụ mình đang chợ, mình ra cái tiệm bán tủ giường các thứ, mình muốn mua cái tủ. Thế mình bảo với cái người bán hàng, có muốn mua cái tủ kê vào một cái chỗ nó không biết là nó có vừa không. Thế thì cái người bán hàng nó bảo là bật cái cam ở trong cái phòng của mình ấy, mình định để cái tủ bật cái cam lên. Thế xong rồi là mở cái điện thoại lên để cho tôi xem cái phòng của bạn. Thế xong rồi nó có một cái phần mềm gì đấy, nó cho cái hình cái tủ vào trong cái điện thoại của mình này. Nó bảo thế giờ bác muốn để cái tủ ở đâu, để chỗ này, bảo là nó ấn cái tay vào cái chỗ mình định, thế là cái tủ mà mình định mua nó vào ngay cái chỗ cái góc cửa. Thế nó bảo cho bác xem trong vừa chưa, xem em có to không, xong nó tư vấn cho mình rồi kích cỡ vừa chưa, màu sắc hài hòa với cái phòng của bác định để chưa. Nếu mà nó sáng phòng quá, bác muốn nó tối, em chuyển cái, em sẽ có cái tủ cái màu nó tối, bóc tay vào cái thì là cái tủ nó tối sang màu tối. Thế cái người mua xe bảo thế được chưa, cái bác được chưa, ra trả tiền rồi người ta cắt trở cái tủ về để đúng vào đúng cái chỗ mà mình định mua để à, cái đấy là trí tuệ tăng cường, nghĩa là nó giúp cho mình có được một cái thực tế tăng cường. Cái thực tế tăng cường đó nó làm cho mình rõ hơn cái thực tế mà mình mắt thường thấy không kỹ. Trí tuệ tăng cường là cái đấy. Thế còn một cái nữa là trí tuệ thực tế tăng cường, một cái nữa là thực tế ảo. Thế cái thực tế ảo đó là cái gì? Cả chắc phải mười năm, chắc phải có 15 năm. Có một lần tôi đi sang Canada, rồi người ta dẫn vào trong một cái rạp chiếu phim, người ta cho tôi coi một cái bộ phim 4D, chẳng biết 4D là thế nào. Vào đây xong là ngồi trên cái ghế, trong cái đo cho một cái ống kính đeo vào mắt này này, cho nó chiếu một cái bộ phim trên cái màn hình, thấy một cái bộ phim các cái con nó bơi trong cái biển, xong là cái con cá mập lên nó bay, nó bơi lên trên đỉnh cái mặt nước biển, xong nó đặt cái người xuống cái này, thế là thấy nước trắng. Mà cô xong mình đang xem phim mới lại thấy nước trắng, thì bởi vì nó đặt cái người xuống nước cái là cái nước nó văng vào mặt mình, lập tức mình mở cái kính ra xem sợ nó là cái gì. Cái đấy gọi là trí thực tế ảo. Rồi có những lúc mà nguyên một cái đàn chuột nó chạy trong cái ống cống, thế là thấy cái chân mình nó đập thì cái chân mà đang ngồi xem cái bộ phim, thành ra nó làm cái gì thì cái chân mình có cảm giác như là con chuột nó đang bò trên chân mình. Cái đấy gọi là thực tế. Cho nên thưa các bạn, ngày hôm nay cái trí tuệ nhân tạo nói đến này, thực tế tăng cường
nó làm cho cái thực tế mà mình nhìn nó rõ hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn. Và một cái nữa là thực tế hạ. Quý bạn chị em có biết là tại sao Đức Giáo Hoàng lấy cái chủ đề năm nay là như thế? Mà nếu không, hôm nay mà lễ lên trời thì lại cứ giảng là chu chu lên trời thì mình cũng nước lòng lên trời mà nào. Chả biết chuyện gì như thế nhỉ? Chúng ta giống như là hai cái ông mà đi kể trong cái bài đọc thứ nhất của ngày lễ hôm nay này. Sau khi mà Chúa lên trời rồi thì cứ đứng bước lên như thế, không muốn về. Có một người áo trắng đứng bên cạnh và nói rằng: hỡi những người Galilee kia, những người Galilee là người miền Bắc này, nói theo kiểu mà Việt Nam này gọi là hỡi những người Bắc Kỳ kia, sao còn đứng nhìn trời? Thành ra đó, Đức Giáo Hoàng nói về một cái thứ gọi là trí tuệ nhân tạo, để muốn nói với chúng ta như là cái người hai người đàn ông mặc áo trắng này nói với những người Galilee là đừng có nhìn trời nữa, trở về đi, trở về với thực tế đi, đừng có sống ảo nữa, Chúa lên trời rồi, trở về với thực tế thật của mình đi, và hãy nhớ đến sứ mệnh loan báo tin mừng của mình đi. Và cái sứ mệnh loan báo tin mừng mà trong cái sứ điệp của ngày thế giới truyền thông năm nay, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta là gì? Hãy để ý đến vai trò trí tuệ nhân tạo trong đời sống, mà mình không có thể mà chối cãi cái chuyện được, nhưng mà phải đi theo một điều là khôn ngoan của con tin. Tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn lại lấy hai cái ý tưởng để nối ghép vào với nhau, một đằng là trí tuệ nhân tạo như chúng ta vừa nói, và một đằng là sự khôn ngoan của con tin, của quả tin. Thế hai cái điều đấy nó liên hệ với nhau điều gì? Thưa cộng đoàn, tôi suy nghĩ như này: trí tuệ nhân tạo nó thật là tốt, nó cho thấy cái trí tuệ thiên tạo đó thật là tuyệt vời. Thiên Chúa ban, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cái trí tuệ, đến độ mà cái trí tuệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta có thể làm nảy sinh một cái trí tuệ khác là nhân tạo, rất là thông minh của mình. Tuy nhiên các bạn phải coi chừng, bạn đừng có tự hào tự mãn vì cái trí tuệ nhân tạo của bạn, mà bạn phải để ý một điều khác cứ đi theo là sự khôn ngoan của quả tim. Cái sự khôn ngoan của quả tim, Đức Giáo Hoàng có nói về cái gì thưa cộng đoàn? Tôi suy nghĩ và tôi thấy chợt gợi lên một cái ý tưởng này: sự khôn ngoan của quả tim là tình yêu. Mà sự khôn ngoan của quả tim thì không phải là tình yêu của con người, mà là tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hay là nói cụ thể là trí tuệ nhân tạo mà ngày hôm nay chúng ta đúc chạy hàng ngày trong cuộc sống, cái đứa bé con cầm cái điện thoại lên chơi cái game, cái đấy là trí tuệ nhân tạo. Từ mà đến hôm nay ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn tổ chức một cái cuộc gọi là ngày hội game Việt Nam, mà báo chí nói nguyên ngày hôm qua thôi, từ sáng đến tối hơn 20.000 người xếp hàng để mà đi vào trong cái các cái gian hàng triển lãm các cái trò chơi game của Việt Nam. Hôm qua mấy chục ngàn người đến, hôm nay cũng mười mấy 20.000 người đi vào. Chúng ta không phủ nhận được cái sự tác động rất mạnh của trí tuệ nhân tạo vào đời sống của chúng ta. Những cái game như thế này kia nọ các thứ là không tránh khỏi. Nhưng mà tất cả những cái sản phẩm của trí tuệ nhân tạo nó phải được thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng cũng nói với chúng ta điều này, không phải là thấm đẫm tình yêu của con người, thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại vì như này thưa cộng đoàn, nếu cái trí tuệ nhân tạo mà nó không thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa thì cái khả năng gì có thể xảy ra? Hận thù sẽ xuất hiện để xoay chuyển cái trí tuệ nhân tạo này. Nếu bà chị em trong những năm vừa qua cứ thấy đánh nhau thì trong các cái cuộc chiến đấu, chiến tranh giữa các nước thì ngày đang nói đến nhiều cái gì?
đến cái phương tiện gọi là UAV trong tiếng Việt, là một cái máy như là cái flycam của những cái người mà quay phim. Những cái đấy nó có thể đeo cái quả bom ở trên cái máy đấy, rồi nó điều khiển như thế này cho cái máy đấy bay đâm vào trong những cái nơi mà kẻ thù đang ở, hay là máy móc thiết bị vũ khí ghê gớm lắm. Nếu trí tuệ nhân tạo mà bị điều khiển bởi một sự hận thù thì sự hủy diệt, sự chết chóc lập tức xuất hiện. Nếu trí tuệ nhân tạo mà chỉ được điều khiển bằng tình yêu của con người thì hưởng thụ một cuộc sống, hưởng thụ một cuộc sống ăn chơi tối đa, không còn nhớ gì đến Chúa. Người ta lấy cái chủ nghĩa nhân bản đề cao con người để có thể thỏa mãn mọi cái vui sở thích của con người ở mức tối đa. Đấy là tình yêu con người. Ngày hôm nay những cái trò chơi game này game kia liên tục được đổi mới và thu hút biết bao nhiêu là con người. Chúng ta cứ nhà khuya của anh chị em có những cháu nhỏ thì biết, đưa cho nó một cái điện thoại này xong nó cứ chơi cái gì trên đây ngày này sang ngày khác. Chứ tôi có cái đứa cháu nhỏ ngay nay thấy bố nó cho nó cầm cái điện thoại lên là ngồi im, còn hơn là các sơ đi cháu thấy thế hệ cứ ngồi cầm cái điện thoại rồi tình cái gì cháu hỏi nó là làm gì. Cháu cho em bé mặc quần áo, cứ cho mặc áo xong là mặc quần xong là đi giày xong là kèm tóc rồi đấy này gì đấy. Mai ra hỏi làm gì thế, cháu cho em bé mặc quần áo. Ngày nào mặc chắc mặc thế chứ phải cho cháu em bé nó ngủ chứ mày cứ mặc quần áo suốt ngày. Nó bảo không, qua cái bộ khác này nó là cái bộ khác để cho nó mặc nhiều bộ. Quý bà chị em xem, con người muốn đề cao mình thoải mái của cuộc sống, giải trí của cuộc sống, tiện nghi các cái trò chơi, có phải chỉ là mấy cái chuyện vớ vẩn của trẻ con. Người lớn bây giờ thích chơi trò chơi game lắm, mà nó biết những cái trò chơi nhiều người chơi cho người lớn tốn biết bao nhiêu lần thì nhờ, chỉ để thỏa mãn cái sự giải trí, đẩy cái sự thỏa mãn lên mức tối đa. Trí tuệ nhân tạo được điều khiển bởi tình yêu con người nó là như thế, đề cao con người mức tối đa. Nhưng mà không, cái giáo văn nói trí tuệ nhân tạo phải được thấm đẫm một tình yêu của Thiên Chúa. Khi mà trí tuệ nhân tạo được thấm đẫm một tình yêu của Thiên Chúa thì sự thiện hảo xuất hiện, điều tốt lành xuất hiện, niềm vui sẽ đến, hạnh phúc sẽ đồng đầy. Cho nên kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày lễ Chúa Thăng Thiên và cũng là ngày truyền thông Công Giáo thế giới. Chúng ta, tôi vừa chia sẻ với cộng đoàn một chút về cái chủ đề của cái sứ điệp ngày truyền thông Công Giáo thế giới và các giáo hoàng ban hành như là một gợi ý sống cho mỗi người chúng ta trong bối cảnh thế kỷ này năm 24, trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim. Nghĩa là những tiến bộ của khoa học, những tiến bộ của công nghệ, thông tin, kỹ thuật số phải được thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa. Thì sự thiện nào mới xuất hiện, điều tốt lành mới đẩy sinh, niềm vui mới đến, hạnh phúc mới đau đẩy cho đời sống của con người. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn để cho tâm hồn mình đắp đầy tình yêu của Thiên Chúa, để rồi dù chúng ta không làm ra những sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhưng mà chúng ta là những người sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng phải là những người được thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa, thì những cái sản phẩm của trí tuệ nhân tạo mới mang lại tình yêu, mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc, mang lại những điều tốt lành cho đời sống của chúng ta và các con các cháu của chúng ta, gia đình hàng ngày của mình. Xin cho mỗi người chúng ta có được một tình yêu của Thiên Chúa thấm đẫm nơi con tim của mình, và cũng xin Chúa cho tất cả những con người có thể sản sinh ra những cái sản phẩm gọi là trí tuệ nhân tạo cũng được thấm đẫm một tình yêu của Thiên Chúa trong đấy, để rồi qua cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, qua cái sự phát triển của
trí tuệ nhân tạo, đời sống con người được chuyển nở, chứ không phải đời sống con người bị hủy hoại, lụi bại đi, nhưng mà đời sống con người được chuyển nở, được thăng tiến, được lớn lên hơn. Và chắc chắn tất cả những điều ấy phải dẫn con người đi đến mục đích cuộc đời của mình là Thiên Chúa. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để nhắc nhở chúng ta không ở đây mãi, chúng ta không có ở cái gì đất Bắc Ninh này mà. Cuộc đời của chúng ta là những bước đi về với Thiên Chúa, như Chúa Giêsu hoàn tất hành trình cuộc đời của mình và trở về với ba ngôi Thiên Chúa, với Thiên Chúa Cha của mình. Chắc chắn hành trình của chúng ta cũng thế. Và Chúa Đức Giáo Hoàng nói, trong cái hành trình này và cái thời điểm này thì cái trí tuệ nhân tạo tác động vào trong cuộc sống của chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng nói, cái trí tuệ nhân tạo này chắc chắn phải được thấm đậm vào tình yêu của Thiên Chúa, thì mới giúp cho nhân loại mà chúng ta đang sống hôm nay được chuyển đổi, được tốt đẹp, được thiện lành. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn lòng hướng về trời cao, nhưng mà chân đang bước đi những bước đi thật chắc chắn vững vàng đời mảnh đất cuộc đời này, để rồi mỗi ngày chúng ta chu toàn bổn phận của mình, mỗi ngày chúng ta đón nhận những thành quả của trí tuệ nhân tạo, nhưng mà tâm hồn chúng ta thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm của trí tuệ nhân tạo giúp thăng hoa, thăng tiến đời sống đức tin của chúng ta và đời sống đức tin của gia đình, của con, của cháu chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ấy, và chúng ta chung chia cái tâm tình ấy với tất cả những người đang bị tác động cách này cách khác trong cái trí tuệ nhân tạo mà nó đang chi phối cuộc sống của nhân loại, cuộc sống của con người hôm nay. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ấy trong ngày lễ Chúa Thánh Kiện hôm nay.